Rồi em chào tất cả các bác đang theo dõi kênh Khoan Bin Nhật Bãi của em là Quý Máy Bãi. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác một số cái đầu rửa xe và máy xịt rửa xe công nghiệp cũng như gia đình ha. Đó, rất là nhiều. Đầu Kayak, đầu Ý nè, đầu Maru nè, đầu OK, máy Ý, mà đúp, cắt bung. Rồi đầu tiên là em sẽ giới thiệu trước mấy cái đầu đi. Ở trên này, ở trên cao này có mấy cái đầu thì em cho nó lên trước luôn ha. Đó, đầu mấy cái đầu là đầu xịt thuốc áp cao này, áp 50 này. Nước của nó 19 đến 31 lít một phút ha. Đầu này đầu ti da nòng đen phù hợp motor 3 ngựa kéo ha, 2 ngựa kéo cũng được mà các bác đừng có ép nó quá. Đó, nguyên cái đầu này mình bán 3 triệu nha các bác. Đầu này. Đầu này là đầu rửa xe áp cao, đầu mờ đúc 280, 270 ha. Đầu này áp 120 nha các bác. Motor 3 ngựa trở lên kéo ha, 3 ngựa, 2 ngựa cũng được, 2 ngựa các bác cho nó chạy tầm 8 90 thôi. Cái đầu này thì có giá là 4 triệu rưỡi nha các bác, 4 triệu rưỡi cái đầu này. Còn cái này là đầu đầu Ý luôn, đầu này thì 4 triệu nha các bác. Đầu này áp 200 nè. Đầu Ý áp 200 đẹp lên kia xe ben luôn. Đầu Ý tua nhanh cắm cốt vô đây là chơi luôn nha các bác, những cái motor 2008 vòng đút vô là chạy rửa xe tải là lấy lúa luôn à. Đấy là mấy cái đầu ấy, còn đây là em có hai con siêu phẩm nè, cực kỳ siêu phẩm luôn, đẹp lắm. Mở đốp áp đầu này là đầu mở đốp 7 ngựa 3HB60E là 5 ha, mở đốp cái tay hồi của nó nhìn đã em các bác, quá đẹp luôn. Này thì không chê vào đâu được, em có hai con ha, quá đẹp. Này mua về sưu tầm đúng bài luôn, nguyên thùng của nó, thùng trên là thùng nước ha. Cao này tầm mét mốt mét hai gì á. Cái này đầu 7 ngựa nhưng mà người ta gắn cái motor nó có 2 ngựa nha các bác, 2 ngựa 3 pha. Đó, rất là đẹp. Mới keng xe ben luôn. Rồi tiếp theo thì em có đầu này là đầu OK 311 nguyên bộ nè. Cái này nó chạy motor 2 ngựa điện 3 pha nha các bác. Các bác muốn mua điện 1 pha thì em gắn motor 1 pha vô ha. Còn cái này của nó zin như vậy thì em cứ để như vậy, còn bác nào két đó thì lôi ra em dí nó vô ha. Bộ OK 311 mà khá đẹp luôn. Cái này rửa xe cao áp nha các bác, rửa xe không chạm đó là nó đã đầu OK 311. Nói chung thì cái clip này chủ yếu em giới thiệu là nhiều thôi, bác nào kết thì cứ liên hệ chụp màn hình lại liên hệ em ha. Giá nó dao động lung tung hết, không có chính xác giá được. Nhiều khi các bác mua dây hay không dây, rồi mua đầu hay là motor gì gì đó, cái gì em cũng bán nha. Đó nên em quay giới thiệu thôi, bác kết thì cứ chụp màn hình lại giùm em ha. Thì nói giá, giá em nói giá tham khảo cho các bác đó. Cái này đầu mờ đúp nha các bác, đầu mờ đúp nè, con này có máy nổ 8 ngựa nha các bác, 8 ngựa, nước nhiều, áp cao nước nhiều, đi công trình rửa OK này. Đó, má của nó là Shinrin-Goa này, Z Z7 máy nè, GZ730 ha. Đấy, máy nổ giật nhẹ cái là nổ ha. Mấy cái đầu này dùng súng OK hết nha các bác. Còn đây một đầu nữa, này chạy động cơ Robin EH17, đầu Comac, đầu của Ý ha. Áp cao lắm, áp 150. Cái này motor 10 ngựa. Ai đầu máy nổ này 10 ngựa nha các bác, đầu Comac của Ý này. Xịt xám hồn luôn đó. Đầu này áp 200 chứ em xin lỗi, 200 đồng hồ 400 là áp 200 ha. Rất là đẹp. Đi xịt ghe tàu thuyền vệ sinh chuồng trại gì đó, các kiểu ha. Đây thì em lại có cái đầu mà đúp này mà đúp 430, đầu áp cao này. Đẹp không? Nguyên cái khung của nó luôn. Cái này gỡ trong bình nước nóng ra ha. Motor zin của nó là như vậy. Em cứ để zin vậy đó, còn bác nào muốn mua motor gì thì em gắn motor đó ha. Hay là mua cái đầu hay cái khung cái gì em cũng gỡ em bán tốt ha. Đó, quá đẹp luôn. Cái thể loại này em có nhiều lắm, em còn gần một chục con nhưng mà hiện tại nó đang ở Sài Gòn này, hôm nay còn có một con ở đây thôi, chuyến sau là nó sẽ về nhiều, đang dịch em chưa đi em lấy về được.
Cái này rửa xe gia đình là đúng bài luôn á. Đây có mấy cái đầu xịt thuốc nữa nè. Đầu này đầu Kiorit như mới luôn. Đầu này 3551 ha. Đầu da đen, đầu nòng da đen xài không biết bao giờ nó mới hư, xịt thuốc rồi khỏi chê luôn. Mấy cái đầu da này, cái này cũng vậy nè, 355, 351 gì đó. Đấy, nó là chất đẹp, len keng xè beng luôn. Cái này á, thì lưu lượng nước của nó, thôi em chụp màn hình cho các bác dễ dễ nhìn đi nè, đây nè. Đó, nhìn là các bác sẽ hiểu rồi, nói mất công nó dài dòng. Tem thông số nó đó. Em con này 50 hết nha các bác, rửa xe cũng ok luôn á. Mấy cái đầu của mấy bác rửa xe bình thường thì em nó có 30 thôi, 35 thôi ha. Đấy, đẹp, len keng xè beng luôn. Mấy cái này cứ 3 ngựa trở lên kéo nha các bác, 2 ngựa thì các bác đừng ép nó. Vậy thôi. 3 ngựa thì kéo nó ok. Đầu ok 511 này. Quá đẹp luôn. Ok 511 đồng hồ zin luôn nè. Đồng hồ này bị chạy số rồi. Đút con motor có 28 vô là chạy thôi. Còn đầu này là đầu có dây cu re ha. Zin của nó là như vậy chứ không phải ép cấy đâu nha. Này 511 này, có dây cu re kia 516 này. Mấy con này ép cao hết nha các bác. Ép cao nước nhiều ha. 516 là ép cao nhất, xong đến 511 ha. Trên trang Arimitsu nó có đầy đủ thông tin đó, các bác nào quan tâm chi tiết thì cứ vô nó bấm là nó ra thôi ha. Đây thì em có cái đầu này. Đầu này 4 triệu rưỡi này, đầu Marurama S140 này các bác. S140 motor 3 ngựa kéo nha. 3 năm 3 đến 5 ngựa kéo. Đầu đẹp leng keng luôn. 4 triệu rưỡi đầu này. Đầu Ý thì 5 triệu thôi các bác. Đầu này đầu của Ý nè. Đầu Ý 5 kW nè. 7 7.5 HP nè. Này đầu tua chậm mà các bác phải cấy với cái đút motor vô đây là chiến thôi ha. Quá đẹp luôn. Đầu cao S rửa xe ben xe tạ gì là nó đó. Đây thì lại có cái đầu xịt thuốc. Xịt thuốc này là đúng rồi, xịt thuốc ti sứ ha, đầu cao giác đẹp. Tuyệt vời luôn. Này 4 triệu ha các bác, 4 triệu cái đầu này. Mấy cái đầu rẻ rẻ hôm bữa em bán hết trơn rồi, có triệu mấy, 2,5 triệu em bán hết là không còn. Đầu này nặng vô đề cơ, nguyên cái cục đồng này không, nó đã 13 14 kg rồi. Em đăng bài bán thì mấy bác cứ bảo là cái gì ta? Em bán cái đầu này 4 triệu rưỡi, mấy bác cứ bảo là 450 ngàn hoài luôn. Bán ve chai cục đồng thì không, gần 2 triệu bạc này. Đây nè, thông tin của nó đó. Áp cao kinh khủng luôn, nước nhiều 41 50 lít luôn. 4 triệu rưỡi cái đầu này. Đầu 516 với 511 này 6 triệu nha các bác, 6 triệu. 6 triệu, 6 triệu 2 tùy con thôi, đẹp xấu gì. Còn đây có một con này là con này zin ý luôn, áp 300 ai lọt áp 120. Đầu này là đầu cái gì ta quên, Interbum, quá đẹp luôn. S120 em đặt nó lên cái bệnh khung. Còn con này mới là con siêu phẩm đây này, con này S100 chết, sự cố kỹ thuật xin lỗi các em. Đầu này là đầu điện, nó là 3 pha 200V 4 4 lựa ha. S150 đẹp leng keng xè beng luôn. Xịt xém hồn luôn, điện 3 pha nha các bác có thể chạy qua biến tần hoặc là chạy qua biến tần hoặc các bác về đấu lên 380V chạy. Đây thì em có con Toshiba kéo cái đầu mờ đúp này, là đầu mờ đúp 2HB 35 L5. Đẹp tuyệt vời luôn. Điện 3 pha luôn nha các bác. Điện 3 pha motor Toshiba. Áp cao. Đẹp. Nay thì em đi sơ sơ vậy thôi, rồi mỗi ngày em sẽ đăng một con lên cho các bác tham khảo chơi. Đây em có cái con này của Đan Mạch.
Con này 7 ngựa S175 nha các bác. Đó. 5 ngựa hay 7 ngựa em quên rồi, nhưng mà S175 đó, này của Đan Mạch nguyên thùng luôn. Này em chưa test thử luôn đó. Tại vì nhiều quá chưa có thời gian test nó. Con này là đầu ok. Ok này là ok 508, bữa về cái nước sơn nó đẹp lắm, em lỡ tay em xịt cái nó bong hết trơn rồi. Motor này thì em sơn lại màu đen ha. Quá đẹp. Này rửa xe cao áp điện 3 pha của Nhật là 200V các bác. Về xài điện 3 pha hoặc xài qua biến tần ha. 3 pha thì các bác móc lên 3 pha 380V. Đó. Đây, con này cũng của Ý luôn. Motor nó nè. Hàng này hàng Ý ha. Cục này thì nó đút vào đây. Gắn qua cái này. Có cái đai đó. Đẹp tuyệt vời luôn, ép bọn này cứ trăm trăm mốt nha các bác. Đó. Hàng này hàng Ý, motor zin luôn, điện zin của nó là một pha 220V. 3 HP nha các bác. Rửa xe không chạm lấy lúa luôn. Em có con Eto to đùng gần 40 kg nha, con nó 4 triệu thôi. Eto bàn phay á. Còn đây là hai cái phân khúc rửa xe gia đình, bữa em có 6 con em bán hết rồi còn có 2 con thôi nè. Với con Estin á. Dòng ấy rửa xe gia đình rất là ok luôn, xài súng ống các kiểu được luôn nha các bác. Đó. Rửa xe gia đình. Rất là tuyệt. Này Estin. Nói chung là mấy con này rửa xe gia đình thôi. S thì 50 kg nha các bác. Mấy con này mấy con máy của ok, hãng ok sản xuất ha. Đó, bác nào quan tâm chi tiết món nào thì cứ liên hệ với em ha. Này clip này chủ yếu quay giới thiệu sơ sơ cho các bác coi thôi. Chi tiết thì các bác cứ liên hệ với em còn nhiều lắm, chưa có dọn kịp thôi. Đồ này toàn là đồ tuyển không à, nó rất là đẹp ha. Rồi em chào các bác, hẹn gặp lại trong cái clip tiếp theo của em.